Thưa quý vị và các bạn, với sự đa dạng về các tộc người sinh sống, tỉnh Bắc Cạn sở hữu bức tranh văn hóa vô cùng phong phú với các di sản nghệ thuật đặc sắc mang đậm dấu ấn và bản sắc của các dân tộc nơi đây. Trong đó, nghệ thuật trình diễn dân gian hát lượn cọi của đồng bào dân tộc Tày ở huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2019 đã trở thành một nét văn hóa đáng tự hào của mảnh đất này. Và trải qua thời gian, lượn cọi đã trở thành một nét tự hào, là lời mời chào hiếu khách đầy chất quý, mang hơi thở riêng của núi rừng và con người nơi đây. Là một nét văn hóa có từ lâu đời mang đặc trưng riêng, các làn điệu lượn cọi được tạo ra hoàn toàn bằng giọng hát, khả năng ngân nga, uyển chuyển, mượt mà. Đó cũng là thử thách mà mỗi người hát lượn cọi phải chinh phục để thành thục biểu diễn các làn điệu này. Lượn cọi thì cũng có từ xa xưa truyền lại rồi, có lượn cọi đối đáp, giao duyên. Ví dụ có trai có gái vào làng thì là đi lượn, rồi là hát vào những lượn vào những cái dịp là đám cưới hoặc là đi giao lưu văn nghệ các thứ. Qua quá trình đi mở lớp đi xuống ba xã thì thấy các cháu nó cũng bảo là hơi khó đấy, lên giọng nó hơi khó, cao thì cũng không được, thấp quá cũng không được. Từ lúc còn tôi còn trẻ thì hay đi theo các bậc thầy, đi có gái bản vào, xong là đi làm quen, có đôi lấy được nhau. Vì cái tiếng cọ nhiều, các bạn trẻ vẫn thích mê say vào nghe, cho nên chúng ta nên phải cố gắng thì là lưu truyền và học hỏi cho nhau, để không thì sau này nó sẽ bị mai một. Được tiếp xúc từ thuở tấm bé, nên những làn điệu lượn cọi đã ngấm và thẳm sâu trong tâm hồn của nhiều người con Bắc Cạn. Dưới sự chỉ dạy của các thế hệ nghệ nhân đi trước, các bạn trẻ ở Bắc Nậm hôm nay vẫn luôn ý thức về việc phải gìn giữ và bảo tồn đặc sắc văn hóa của dân tộc mình. Các bác đã dạy cho chúng tôi biết về cách lên giọng này, rồi cách luyến. Thông qua đấy thì biết được cái ý nghĩa văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Qua đó thì tôi muốn học để biết, để sau này còn có thể lan tỏa cho các thế hệ. Cái nghệ thuật hát lượn cọi của dân tộc em thì được truyền lại qua nhiều thế hệ rồi, và em cảm thấy rất là tự hào vì mình đã được thừa hưởng cái nét nghệ thuật đấy ạ. Em sẽ cố gắng học từ các cô chú anh chị trong câu lạc bộ để có thể biểu diễn được một bài lượn cọi hoàn chỉnh để giữ gìn nét văn hóa của dân tộc em ạ. Ẩn chứa trong mỗi câu từ, làn điệu lượn cọi là lịch sử, là tín ngưỡng, là bản sắc văn hóa của đồng bào Tày ở Bắc Cạn. Dù người hát, người nghe say sưa với những làn điệu trữ tình, sâu lắng. Giữa chập trùng đồi núi của Bắc Nậm, những làn điệu lượn cọi vẫn được ngân nga trong sự hòa giọng của các nghệ nhân ấp ủ, bảo tồn nét đẹp văn hóa của dân tộc mình cùng các bạn trẻ khao khát, phát huy và đưa di sản của quê hương tới mọi miền Tổ quốc.